Chấn động, thầy Tử Vi báo trước cực chính xác. Đúng từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, hưởng lộc phú quý, tiền tỷ về tay, vận số cực may, giàu sang viên mãn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, nếu toàn bộ cuộc đời con người được định sẵn thì thế giới này sẽ nhàm chán lắm thay. Không có đấu tranh, không có cố gắng, không còn nỗ lực hay bền trí, kiên tâm, may thay số mệnh chỉ là tương đối. Tâm người là phong thủy lớn nhất, đức năng thắng số, tâm định mệnh chuyển, suy cho cùng vẫn là cái cốt lõi của nhân sinh. Đối với một người, mọi thành tựu lớn trong đời đều do bản thân tạo nên, nhờ trí tuệ và cách sống, năm tháng đã tôi luyện cho Kỷ Hợi trở thành một con người thành thục, giàu kỹ năng, và có lẽ những thử thách đã tôi rèn cho Kỷ Hợi sự can trường, không sợ hãi hay phai mờ mất phương hướng. Giờ đây cuộc sống đã ổn định hơn, không còn những lo toan về cơm áo, gạo tiền nữa. Nhưng vẫn còn đó những gánh nặng lo toan, và sự lo toan lớn nhất là làm sao cho con cháu đủ đầy, chúng có thể bình an sống cuộc đời không vất vả, bon chen và khổ cực như ông cha chúng ta nữa. Vì vậy, dù đã bước sang tuổi xế chiều, nhưng nhiều người tuổi Kỷ Hợi vẫn phải xông pha với đời để góp nhặt, tìm kiếm sự đủ đầy cho con cháu, hay đơn giản chỉ là để khỏa lấp giữa cô quạnh trong tâm hồn đang ngày một già đi ấy. Mới đây nhất, các bậc thầy Tử Vi tiết lộ bí mật, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, tuổi Kỷ Hợi lưu ý được điều này thì cũng là lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà tậu xe. Người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, với tính cách chịu thương chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, sống ở đời sai thì sửa, ăn năn thì sám hối, có áp lực thì can trường chịu đựng, có thử thách thì cười xòa một cái rồi nghiến răng, nghiến lợi mà nỗ lực vượt qua, và cuối cùng đất trời, thần linh, vũ trụ luôn biết đúng thời điểm gửi cho bạn thứ mà bạn cần, một chút may mắn thâm thuận, nếu Kỷ Hợi xứng đáng. Quý cô bác tuổi Kỷ Hợi thân mến, tin nhắn này không nói về dự báo hay thời vận gì cả, chỉ là đôi lời muốn tâm sự vậy, dặn dò vậy, để Kỷ Hợi đừng vì khó quá mà sống lỗi ở điểm nào đó, hay mất trắc con người thôi à, cuối cùng vẫn là Phật tại tâm, nên đôi khi thay vì hướng ra phía ngoài, thì ngồi lại và hướng vào phía trong, rồi sau đó kết nối với vị Phật trong tâm mình để có được sự chữa lành nhẹ nhàng nhất có thể nhé Kỷ Hợi. Đầu tiên, sẽ là đặc điểm tính cách nổi bật của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Kỷ Hợi sinh 1959 cầm tinh con lợn, đứng ở vị trí cuối cùng trong số 12 con giáp. Tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, bình địa mộc. Địa mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh mộc hay còn gọi là bình địa mộc. Phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng với người mệnh nạp âm, bình địa mộc đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng.
Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép, vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 mang cung mệnh đại gia, lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch, cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương. Cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân. Nhờ vào sự tháo giác, chịu khó, chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do,
thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Xem tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, thời điểm này, bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe của mình là điều không nên nhé. Nếu có thể, nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp. Trong công việc, điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công, để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc thanh tra một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình trong công việc chuyên môn. Bạn sẽ nhận được thử thách khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở, nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, lúc này con giáp tuổi Kỷ Hợi sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các vật phẩm xa xỉ, vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên. Thực thần ghé thăm, mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ ra tiền, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người cùng chung chí hướng. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Về chuyện tình cảm, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch do được tương sinh nên quan hệ với cha mẹ, con cái rất tốt. Các mối quan hệ với cha mẹ, con cái sẽ trở nên hòa thuận, thương yêu hơn. Người tuổi Kỷ Hợi trở nên hiền hòa, nhân hậu, dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương. Tính tình lương thiện, biết chăm sóc người khác, nên người có gia đình khá thuận lợi. Có điều, người độc thân hơi thiếu tính thị phi, tự biến mình thành người nhu nhược, thiếu hấp dẫn. Bản mệnh là người chịu đựng khá tốt, nhưng quá nhạy cảm. Chỉ cần một lời đánh giá nhẹ nhàng từ người khác cũng khiến người tuổi Kỷ Hợi cảm thấy bực tức. Tuổi Kỷ Hợi chú ý nhé. Khi căng thẳng tích lũy hàng ngày và khi chạm đến mức giới hạn thì bạn sẽ khó mà kiềm chế cảm xúc của mình. Khi tức giận, Kỷ Hợi cũng sẽ trút bỏ ra cho đến khi hết sạch toàn bộ những cảm xúc kìm nén từ lâu. Với những người xung quanh thì những cơn bùng phát này của người tuổi Kỷ Hợi khá dữ dội. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Căn cứ vào tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, sức khỏe của bản mệnh thời điểm này không thật sự như ý. Thời điểm này bản mệnh dễ bị ho khan, khô mũi, khô da, bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng để khát mới uống. Ngoài ra, thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng, cho dù có những ngày râm mát khiến bạn chủ quan nghĩ rằng không cần thiết, có dấu hiệu của làm việc quá sức. Vì khi bạn tập trung dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được. Hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để bản thân kiệt sức nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điềm báo phòng thủy hàng ngày cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Khẩu quyết: trong thời điểm này, thu nhập ngày càng tăng, công việc làm ăn buôn bán hanh thông. Quý nhân: tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tiểu nhân: tuổi Sửu, tuổi Mão.
Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Con số may mắn: 88, 32 và số 10. Quý khán giả thân mến, và ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần cùng Cẩm Nang Dượng Vận của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tuần từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, tức từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, người tuổi Kỷ Hợi được sao Thiên Đức Cát Tinh đỡ đần, nên vận trình rất vốn dĩ sẽ gặp rất nhiều ngày xung, có thể sẽ khiến bạn khó khăn, rủi nhiều may ít, nhưng nhờ hậu thuẫn của Cát Tinh mà vận trình được cân bằng hơn nhiều, nhưng cũng có trợ lực, bản mệnh cứ cố gắng thì sẽ vượt qua. Nhờ có được Thiên Đức giúp đỡ nhiều nhất trong công việc nên gặp người tốt, công việc hài hòa, dù trắc trở không ít, dễ vướng vào những việc khó giải quyết, nhưng nếu đồng lòng, đồng sức cũng không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, để hy vọng đạt được thành tựu rực rỡ thì không thể, chỉ tạm tạm mà thôi. Tài lộc trong tuần có một chút thiên tài bên cạnh chính tài, tuổi Kỷ Hợi có lộc nên đầu tư chút ít, làm ăn buôn bán nhỏ hoặc đổi chác qua lại kiếm thêm cũng được, nhưng đừng nên tham lam theo đuổi con đường này, sẽ gặp tổn hao nặng nề hơn nữa. Trong tuần có kiếp tài chủ về mất tiền, mất bạc, kiếm được rồi cũng phải chi ra, không giữ lại được. Xấu nhất trong vận trình tuần này chính là sức khỏe cản trở rất nhiều dự định của tuổi Kỷ Hợi, vốn muốn làm việc này việc kia, nhưng việc thân thể yếu đuối, mệt mỏi mà chẳng làm được gì. Thậm chí, nhiệm vụ cấp trên giao còn mãi mới hoàn thành, chủ yếu là tuần có thổ dưỡng hại dạ dày và gây mất cân bằng âm dương, hãy lưu ý hơn tới phương diện này. Tử vi tuần cuối từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi đón tuần mới vui vẻ và suôn sẻ. Kỷ Hợi là một trong những con giáp có vận trình tốt lành nhất, gặp nhiều may mắn nhất. Điểm đáng lưu tâm nhất là Kỷ Hợi sẽ thay đổi môi trường làm việc theo chiều hướng tích cực, từ đây mở ra những cơ hội mới mẻ, phong phú và nhiều thú vị. Thực chất tuần này vận trình cũng không quá tốt, nhưng nhờ tâm thái vững vàng cộng thêm may mắn, tuổi Kỷ Hợi đã chuyển mình và đạt được nguyện ước. Trong tuần này có điềm báo đổi việc hoặc thay đổi hẳn nơi công tác, nâng cao vị thế của bản thân, cả tiền lương, tiền thưởng cũng có tiến bộ rõ rệt. Ra đường cũng được người khác giúp đỡ, không phải Kỷ Hợi không gặp chuyện khó khăn mà lại có nhiều người giải quyết giúp nên nhẹ nhàng hơn, không thấy đó là khó khăn. Để hạnh phúc nhân rộng, bản mệnh hãy tích cực làm việc thiện, chăm chỉ đỡ đần những người khác nữa nhé. Trong tuần, chuyện tình cảm ổn nhưng có sóng ngầm. Thiên Diêu tìm đến Kỷ Hợi là đào hoa nhưng đa nghi, yêu đương thuận lợi xong cũng có những vướng mắc cần giải quyết. Hai người chưa thật sự thẳng thắn với nhau, yên ổn chỉ là tạm thời, nếu cứ tiếp tục thì đây sẽ là nguy cơ khá lớn với mối quan hệ này. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Phật bản mệnh A-di-đà là Phật bản mệnh của những người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Tuổi Kỷ Hợi có thể gặp nhiều thách thức và biến hóa trong cuộc đời, và Phật bản mệnh A-di-đà được xem như một nguồn động viên và ảnh hưởng tích cực đối với số mệnh của họ. Phật bản mệnh A-di-đà không chỉ đại diện cho sự bình an và hạnh phúc, mà A-di-đà là vị Phật có tình thương và lòng nhân ái sâu sắc, chú trọng đến việc giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn và đau khổ. Do đó, người tuổi Kỷ Hợi có thể tìm thấy niềm vui và sự viên mãn từ việc tìm hiểu về Phật bản mệnh này. Ngoài ra, tư tưởng về việc tích cực giữ đạo đức tốt và xây dựng tâm hồn thanh tịnh cũng là một tác dụng quan trọng của Phật bản mệnh A-di-đà đối với tuổi Kỷ Hợi. Thông qua việc áp dụng triết lý này vào cuộc sống hàng ngày, họ có thể tạo ra môi trường tích cực xung quanh mình và tìm kiếm niềm vui, sự hài lòng và hạnh phúc từ việc chia sẻ, giúp đỡ những người khác.
Tượng Long Quy. Long Quy là linh vật mang đầu rồng mình rùa, thể hiện sự mạnh mẽ và quyền uy đối với người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Tượng Long Quy có thể tượng trưng cho khả năng tiền tài, quản lý tài chính và thực hiện các mục tiêu lớn. Các biểu tượng này đã thúc đẩy họ vươn lên, vượt qua các chiêu thức và giải quyết khó khăn, tạo nên sự thịnh vượng và thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Long Quy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Kỷ Hợi duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm những cơ hội mới. Long Quy còn có khả năng tiêu trừ những năng lượng tiêu cực, giúp người tuổi Kỷ Hợi giữ vững tinh thần và đối diện với mọi vấn đề, giải quyết một cách tự tin. Tượng ba vị thần Phúc Lộc Thọ. Tượng ba ông Phúc Lộc Thọ cực kỳ phổ biến, vì ba vị thần tượng trưng cho ba ước muốn từ xưa của con người là Phúc Lộc Thọ, là sự giàu có, quyền lực và may mắn. Bên cạnh cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài, ba ông Phúc Lộc Thọ luôn được đặt cạnh nhau, không bao giờ tách rời và theo thứ tự cụ thể. Bên trái luôn luôn là ông Phúc với tất cả nguồn năng lượng phước lành và may mắn, ở giữa là ông Lộc với niềm tin về sự thành công và tài chính ổn định. Ông Thọ luôn ở bên phải, mỉm cười và ban tặng những món quà của tuổi Thọ và cuộc sống yên bình. Thuyền buồm đầu rồng. Thuyền buồm kết hợp đầu rồng tượng trưng cho gió nước, biểu tượng mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh thành công tốt đẹp và thu về nhiều lợi nhuận tiền của. Tuổi Kỷ Hợi nên đặt vật phẩm phong thủy chiêu tài này trong văn phòng, cửa hàng, với đầu rồng quay vào bên trong để điều hướng dòng tiền, sự may mắn về phía bạn. Tượng voi. Voi loài voi trong tự nhiên có sức mạnh phi thường, không thua gì mãnh hổ hay nhiều loài động vật thông minh khác. Theo phong thủy bày tượng, voi trong nơi ở văn phòng sẽ giúp bình ổn công việc làm ăn, thu hút tài lộc, trấn yểm vận xấu, trong nhà luôn có điềm lành. Kim tự tháp Thạch Anh. Kim tự tháp là một khối hình học đặc biệt, nó có thể sản sinh ra năng lượng đặc thù và vô hình. Dạng thức năng lượng quyền bí này được hình thành từ nhiều hướng và công dụng đa dạng, vô cùng đặc biệt. Đá Thạch Anh giúp cho dòng năng lượng ổn định và giữ nguyên tính chất khi bị sóng điện từ và tia vũ trụ xuyên qua lớp đá. Cùng một lúc nó đã hội tụ năng lượng cực lớn tại khoảng giữa trung tâm kim tự tháp và ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Dạng năng lượng này có thể giúp cho người thiếu ngủ hay mất ngủ, hoặc người lao động với cường độ quá cao có thể lấy lại sức khỏe. Gương bát quái. Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Nếu được sử dụng chính xác, gương bát quái giúp ngăn chặn nhiều việc nguy hiểm, ngăn ngừa bệnh tật, tai nạn, trầm cảm, điều tiết khí trường và từ trường trong phòng, khiến tâm trạng bình tĩnh, thoải mái, điều tiết sự cân bằng của cơ thể dần dần phục hồi sức khỏe khi bị những căn bệnh mãn tính. Biểu tượng cá giàu sang phú quý và may mắn là ý nghĩa của biểu tượng hình cá. Theo phong thủy, tượng cá chép, cá rồng hoặc tranh vẽ cá sẽ mang đến thịnh vượng cho văn phòng và căn nhà của bạn. Nhiều doanh nghiệp vận dụng thêm yếu tố ngũ hành để đặt bể cá cảnh như cá vàng, cá bảy màu, cá chép gần lối đi để tăng thêm dưỡng khí cũng rất hiệu quả. Quý khán giả thân mến, có 6 dấu hiệu cho thấy một người đang ngày càng trở nên tốt hơn, với trái tim bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận những khuyết điểm thiếu sót của chính mình, đồng thời tiếp tục trau dồi và hoàn thiện bản thân trong thân tâm. Tôi biết rõ rằng, có thể hiện tại tôi chưa đủ tốt, nhưng chắc chắn tôi sẽ tốt hơn trong tương lai. 1. Giấc mơ đã mãi ẩn chứa trong tâm hồn, không kể tuổi tác hay bận rộn đến đâu, bạn vẫn luôn sẵn lòng khám phá, học hỏi và sáng tạo. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ hoặc đánh mất bản thân của mình, hãy cố gắng sống mỗi ngày với niềm vui, ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc và khám phá niềm vui trong cuộc sống. Trên hành trình theo đuổi ước mơ, hãy luôn giữ cho trái tim mình trẻ trung, sẵn sàng chinh phục những thách thức mới. 2. Mỉm cười khẳng định niềm vui. Hãy là người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và biết cười, làm cho mỗi ngày của bạn tràn ngập ánh sáng và mang lại niềm vui cho gia đình và bạn bè xung quanh. Hãy sống với hy vọng, giữ tinh thần lạc quan và tin rằng những khó khăn mà chúng ta trải qua cuối cùng cũng sẽ biến thành những cầu vồng, làm cho con đường phía trước trở nên rực rỡ hơn. 3. Tâm hồn kiên cường khi đối mặt với thất bại. Đừng bao giờ chìm vào nỗi đau và đừng ngần ngại đứng dậy. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn và mỉm cười nhẹ nhàng. Hãy dũng cảm chấp nhận quá khứ và bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới với tư cách tốt hơn. Hãy tin rằng
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại và một cánh cửa mới luôn mở ra phía trước. 4. Kiến thức lấp đầy tâm trí. Có một câu nói cho rằng, cái dáng vẻ của bạn là kết quả của con đường bạn đã đi, những cuốn sách bạn đã đọc và những người bạn yêu thương. Để trở nên mạnh mẽ hơn, hãy không ngừng học hỏi và cống hiến cho bản thân. Với kiến thức và kỹ năng ngày càng phong phú, bạn sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, tự tin hơn và có khả năng xử lý mọi tình huống trong cuộc sống một cách bình tĩnh hơn. 5. Tình yêu từ trái tim thiện lương. Những điều bất ngờ trong cuộc sống thường đến từ lòng tốt của chúng ta. Hãy quan tâm đến gia đình, thành thật với bạn bè, nhẹ nhàng với người lạ. Hãy luôn suy nghĩ về người khác và cố gắng hết mình để giúp đỡ họ. Hãy nhìn nhận thế giới với đôi mắt nhân ái và sống với trái tim ấm áp. Bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn bạn mong đợi. 6. Vẻ tự tin trên khuôn mặt. Nếu bạn muốn trở nên tốt hơn, trước hết, hãy nhìn nhận và yêu thương bản thân mình từ sâu thẳm trong lòng, với tâm hồn bình tĩnh. Hãy chấp nhận những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân, đồng thời tiếp tục tự hoàn thiện và trở nên tốt hơn trong lòng. Tôi biết rằng, có thể hiện tại tôi chưa hoàn hảo, nhưng chắc chắn tôi sẽ trở nên tốt hơn trong tương lai. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.